Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Chi tiết Honda Queen X nâng cấp cái chụp bột của xe hơi đang gây sốc trong giới xe buýt đất Việt. Cái chiếc Queen X độ hôm nay chắc chắn sẽ làm cho các bạn phải mệt mỏi. Không những sổ cho mình một cái nội công phải gọi là dữ dàng nhất, mà còn có một hệ thống là siêu khổng lồ, gian chân đến từ những cái chiếc phần cơ lớn được ưa chuộng nhất nhì ở phân khúc hiện nay. Đã đến đây thôi chắc chắn anh em cũng đang tò mò rồi. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau khám phá cái con xe này nhé. Các cụm thắng, cụm con bản được thay mới bằng mẫn chi tiết đồ chơi, lấy ý tưởng từ một thời cổ Rainbow. Các cụm cha trên xe cũng chính là một chi tiết đồ chơi được anh chủ trang bị nhằm tăng thêm cái chút thẩm mỹ ở phần tay lái. Hai con ga xuất hiện từ cái cụm ga này sẽ bao bọc trên tay thắng, làm cho người nhìn có cảm giác đây là tay lái của những chiếc phần có lớn hấp thụ. Cái chiếc xe cũng đã trở nên đa năng hơn với cái sự bổ sung của một cái chiếc cụm công tắc tối giản phong cách Motosubi. Những cái nút bấm trên nó chắc chắn cũng có những cái câu và chỉnh sao cho đáp ứng vừa đủ với những nhu cầu của người chủ mong muốn. Não của con Winner X đời hôm nay cũng cực kỳ sắc sảo. Có lẽ đây là một cái món đồ chơi được đặt làm riêng, bởi vì từ trước giờ mình cũng chưa thấy cái chiếc não nào vừa độc đáo vừa liên lạc với chiếc xe tới như vậy. Đèn lái nguyên bản được thay mới bằng một cặp bi cầu rất là to bản, chắc chắn sẽ cho ra thức ánh sáng vô cùng mạnh mẽ. Ngoài ra chúng ta còn thấy được một cái cánh gió nữa. Hình như đây là một chiếc xe trong đường đua MotoGP hoặc là WSBK vậy đó. Nhìn ngay cái phần dàn chân trước, chúng ta rất là hấp dẫn bởi cái cặp phục upside down vàng ống rất là lạnh mắt. Khi gắn bắt buộc phải đổi rất nhiều chi tiết như cái chạng bà, cốt lái vần để vận hành một cách trơn tru nhất. Ngoài ra mình cũng không quên kể về cái cặp heo Rainbow M40 cùng với cái mâm của cặp Wolski xếp ngàn. Hai chi tiết to lớn cũng đã góp phần làm nên cái độ hầm hố cho cái dàn chân. Bộ xe đẩy đơn sắc sảo con xe chính là một sản phẩm thiệt đến từ RC, một thương hiệu chuyên sản xuất những món đồ số gãy trên chiếc phần cơ lớn, mức giá vô cùng hạt rẻ khi so với những ông lớn khác như CNC Racing, Rizoma, Disturin v.v. Và cable Exit Process con xe được anh chủ thiết kế theo cái kiểu đúc dầm, khoe hết một cái bộ cấp của BMW X1R to lớn. Kết hợp cùng với cái mâm của cái chiếc xếp ngàn thần thánh thì nó trông như là một cái sự liên lạc làm sao. Theo sau của Rainbow, lục lớn 2 đĩa xứng được nâng cấp nhằm gia tăng cái khả năng kiểm soát phanh tốt hơn. Nó còn được nhấn nhá bằng những cái con ốc titan sặc sỡ. Chè sau được đảm bảo hoàn toàn. Lúc này chiếc xe nhìn từ phía sau không khác gì như một cái chiếc phần có lớn thụ. Xi nhan được câu chế những lớp ốc ở bên dưới cái đèn hậu trông cực kỳ thẩm mỹ. Phụ sau bản độ này có một kiểu dáng nhìn hào như phục đi trên. Trên cái phục còn một cái vàng chấm chỉnh để có thể điều chỉnh được theo từng nhu cầu của người chủ. Khối động cơ danh tiếng chiếc xe được nâng cấp rất mạnh mẽ, với những nâng cấp như cái đường kính piston nguyên bản là từ 57cc lên thành 63mm. Cùng với đó là cái bộ lồng, một hiệu rất nổi tiếng của Espada danh tiếng, kết hợp cùng với cái mô bin của Vito, một món phụ tùng giúp cho quá trình phun xăng lửa trở nên ngọt ngào hơn. Đặc biệt nhất còn phải kể đến cái hệ thống tăng áp turbo từ cái hãng của Toyota, có trên những cái chiếc ô tô dung tích nhỏ chẳng hạn như Honda, Corolla hay CHR v.v. Nó được gắn lên nhằm tăng một cái lượng gió thu vào, kết hợp cùng với một cái lượng xăng là vừa đủ để canh chỉnh thì chắc chắn nó sẽ cho ra công suất tăng đáng kể hơn. Chiếc xe này khủng khiếp đúng không các chế? Người chủ nhân đúng là một nhân vật chịu chi. Quay dọn hết bài cùng với dàn đồ chơi đủ chất và lượng. Dưới đây là một nhân vật của cái chiếc Honda Quay được chọn lại rất nhiều chi tiết phần gì mà bên ngoài. Các trang bị này không chỉ giúp cho xe đẹp mà còn cải thiện cái hiệu năng, tạo hình cái sự lung linh cho người dùng. Với cụm thắng Rainbow Costa Costa đem lại khả năng kiểm soát phanh tốt hơn cho xe. Bên cạnh đó, cái phần tay còn được tích hợp rất nhiều hiệu năng ưu việt như chống gãy, canh dầu trên cụm và tăng đưa biên độ tay thắng. Bên cạnh cái cụm thắng lực cụm da Dono, một chiếc da trên dưới có khả năng cút cán hành trình cho chiếc xe chạy nhanh hơn, xung quanh làm đẹp hơn những chi tiết ốc kỳ nằm. Cái dàn chân ứng dụng cho mình heo dầu phanh đô 2 mít để xứng kết hợp cái dầu heo bỏ bấm đầu,
thiết kế theo phù hợp cho từng thước xa đĩa LS 260. Xung quanh được làm đẹp bằng cái diệt ốc xe vàng rất sáng bóng. Xung quanh động cơ cùng với diệt ốc xe vàng cũng rất là sáng bóng. Hệ thống ống xả là cái phục Hardin rất. Hệ thống cái giảm sốc là cái phục Hardin, giá cũng tắt đỏ. Cơ chế nhún nhảy của nó cũng khác xa hoàn toàn so với bản khi so với dòng phục này. Phục Hardin thì chiếc xe có độ nhún nhảy rất là êm ái ở một mức độ nhất định. Người lái gần như không có cảm giác chiếc xe bị nhịp nhưng vẫn đảm bảo được độ êm ở nhiều vận tốc khác nhau. Cái điểm nhấn nhỏ nhỏ thôi trong bản đồ hiện nay chính là cái nhìn các xe bạc cùng với diện ốc xe già gần như là full hết xe. Các chân sau, phong cách của Ducati. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Đừng quên nhấn like, share, subscribe.